Bông ơi, lên đường tranh thủ con ơi. Tôi phải đi qua bên làng chài để mua thêm cá nữa, để xin xỏ chút phóng xanh nữa. Ây da, hôm nay giải cứu được nhiều loài vật quá. Nếu giải cứu được lần này nữa sẽ hồi hướng đặc biệt cho bé chó Lu. À, đốt pháo bông mừng năm mới rồi bé Lu chạy đi luôn. Giờ hôm nay là 4 năm tay rồi phải không? Mà bé Lu vẫn chưa hoành về. Thì ai ăn thịt bé Lu á, thì sẽ san sẻ phước báo cho bé Lu. Còn bé Lu còn sống thì bé Lu cũng được về. Mà bé Lu bị chết á, thì nhờ công đức phóng sanh của Tiun mỗi ngày luôn sẽ giúp cho bé Lu thoát khỏi biển khổ, không mang thân loài vật thấp kém nhỏ bé nữa. Dạ, rừng vẫn tiếp tục bị tàn phá. Dạ, mọi người có thể nghe được tiếng chặt phá cây ở trong đây không ạ? Những cái cây cao nó dùng để che nắng mặt trời, để cho những cái thảm thực vật ở đây nó mọc xanh tươi. Nếu những cái cây cao mà nó chết đó, thì ánh nắng nó chiếu xuống rất là nặng, làm cho những cái cỏ nó không còn mọc nữa, cây cối chết khô, côn trùng chết hết. Và tia cực tím sẽ hủy hoại đời sống của con người. Dạ, những cô chú ở đây á là họ không có trồng cây, và họ chỉ cứ để cho chim chóc ăn cây, ăn những cái hạt mầm rồi nảy lên những cái cây to như vậy. Họ đến đây họ chặt phá và họ xả rác khắp nơi. Đây là một chiếc xe đạp của một chú đã đi vô trong cái đùm cây này đang chặt đó. Hàng ngày họ đến đây họ chặt cây, họ cứ hủy hoại thiên nhiên như vậy mà không biết tạo nghiệp khủng khiếp như thế nào đối với mẹ trái đất. Dạ, bởi vì đa số những người ở đây họ cũng theo đạo Chúa. Biết sao không quý vị? Theo đạo Chúa thì mọi tội lỗi của mình tạo ra, mình cứ đi nhà thờ xin là Chúa sẽ gánh cho. Nên họ cứ làm việc ác với thiên nhiên và động vật, và họ cứ cầu xin Chúa để tha thứ tội lỗi cho họ. Dạ. Nhưng họ biết không biết rằng cái sự hy sinh của Chúa đối với họ cũng là có giới hạn. Bởi vì họ có đủ vượt qua thử thách của Chúa hay không? Dạ, họ nên Chúa sẽ thử thách họ có để xứng đáng được lên thiên đàng hay không, là sẽ cho họ đi qua biển lửa, cho họ đối mặt với thử thách nhiều sóng gió, cho họ thử thách với cái chết, để coi họ có xứng đáng hay không. Thì qua những cái thử thách khổ đau đó, coi cũng như là nhân quả nó công bằng. Thế nên tạo nghiệp bất thiện với thiên nhiên động vật, đạo nào nó cũng có nhân quả kinh khủng xảy ra. Rồi, đó. Cây có những cây mọc to lên là bị chặt phá hết, mà em đâu thể nói được, để mấy anh kiểm lâm quản lý rừng giải quyết. Em chỉ làm video này chia sẻ cho nhà nước biết là các khu vực rừng ngập mặn đang bị người dân đến đây đô thị hóa sinh hoạt ở và xả rác và tàn phá rừng, nên nhà nước cần phải có biện pháp đánh thuế nhà cửa đất đai mạnh hơn nữa. Không, nhà cửa mạnh hơn, còn đất đai nếu mà người ta phát triển trồng rừng, người ta để đất để rừng á, thì đừng nên đánh thuế. Dạ, phải có cái luật mà cấm xây dựng khắc nghiệt hơn nữa để hạn chế việc xây dựng nhà cửa. Hiện tại các quốc gia khác đã đẩy mạnh các chương trình như là mỗi quốc gia đều bảo vệ 30% đất rừng, thì Việt Nam của mình chưa đẩy mạnh cái chương trình này bảo vệ 30% đất rừng cho quốc gia, sẽ đối mặt với biến đổi khí hậu khủng khiếp diễn ra. Bởi vì người ta khai phá thiên nhiên quá là nhiều, làm cho các động vật hoang dã bị mất môi trường sống. Thôi em đi giải cứu động vật tiếp.